thực hiện chủ trương của chính phủ không để ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống COVID-19. Mặt trận thành phố Đà Nẵng đã phân bổ 200 tấn gạo và 1,5 tỷ đồng đến mặt trận các quận huyện để cấp phát cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Cụ thể, quận Hải Châu 31 tấn gạo và 200 triệu đồng, quận Thanh Khê 35 tấn gạo và 250 triệu đồng, quận Cẩm Lệ 27 tấn gạo và 200 triệu đồng, quận Liên Chiểu 30 tấn gạo và 250 triệu đồng, quận Ngũ Hành Sơn 17 tấn gạo và 200 triệu đồng, quận Sơn Trà 30 tấn gạo và 200 triệu đồng, huyện Hòa Vang 30 tấn gạo và 200 triệu đồng. Trong những ngày qua, tổng số 200 tấn gạo và 1,5 tỷ đồng đã được mặt trận các phường xã trao đến tận tay những người dân đang gặp khó khăn.